sau lưng có được cái mi đứng đây mi chết chư á. Ơi nó tới rồi nè, đó đó nè nha, mi mi đứng cá ẹt nha, mi mi chính là cái đồ cá ẹt á, mi bắn được luôn. Rồi rồi mi cá ẹt của tấu ở dưới đó luôn đó. Rồi mi cá ẹt luôn nè nha, của tấu nha, của tấu nha, của tấu, cứu của tấu mà trả mi nha, cứu của tấu, mi đi ra nha, cứu của tấu. Bữa thằng nào vậy? What? Mẹ ơi, thằng nào đây? Linh mệnh. Mẹ ơi, tôi không ngờ là tôi chơi với cái thằng phách luôn á. Mẹ ơi, em đi cái đồ phách. Qua. Ơi ơi ơi, tại sao thằng này có một cái huy hiệu màu đỏ nè? À, S. Cậu phách tôi. À, mẹ ơi. Này nó phách tôi bởi vì phách tôi cũng có số tiền mà em. Mẹ ơi, đừng có phách tôi nha. Mẹ hàng phách. Mẹ ơi, cái đồ hàng phách nha. Tôi không nghĩ rằng là cậu phách tôi như vậy luôn. Biết đâu mình 4 triệu sub rồi á, thế là bắt đầu kiểu phách tên tôi đó. Kagato hay gì? Không tin luôn á mọi người ạ. Mẹ ơi, mọi người nghĩ gì đi mọi người. Tôi mà quà của tôi mới là thật nè mọi người ơi. Quà tôi mới là thật. Mẹ ơi. Phách. Không bị yêu phách nha. Quan quỷ yêu phách. Tôi mới là AS Mobile. Tôi mới là AS Mobile. Tôi là AS Mobile. Bây giờ cậu cười được cười AS đi. Cậu cười được cười AS cho tôi thấy chuẩn không? Mẹ ơi. Sai rồi. AS không hề cười đấy. AS cười kìa. Vậy đó. Con đỉ. Mẹ ơi. Để kêu nha. Nhét phách nha. À có chỉ phách nha. Cười ghê quá à. Mẹ tôi mới là hàng riêu. Thằng Riu mau chết sớm lắm các bạn. Ơ, thằng Phách mau chết sớm lắm mọi người ạ. Thằng Riu chết sớm. Thằng Phách tôi chết thì. Thằng Phách chết sớm nè các bạn. Nè con này đùng cái nè. Xem kỹ năng của mình nè. Chóng đứt nè. Trận này mọi người nhìn kill mình là biết ngay là ai là Riu ai. Ok, ok, coi trận này ai là Riu nha. Tịch Heavy nó phải khác mọi người. Thằng Phách loại 3 mà tưởng sô-cô-la loại 1. Hiểu. Lê. Cả hả quần què chết trừ á. Nè con này đùng nằm ngửa ra nè. Có một đứa trên này, ủa có ông chết ổng trên này à? Không, cho cậu chết á. Mẹ ơi. À, Gil này, Gil lên giết địch Gil ơi. Mà sao Gil cậu đổi tên giống Pichi vậy? À, tôi mới là AS Mobile, còn cậu là hàng phách. Coi nè các bạn. Đấy, chết nè. Bạn đấy. Đấy, chết. Ui, xém chút nữa chết kìa, trời ơi. Bắn. Coi đi. Tốt mà. Không gà. Mẹ ơi. Thôi KS hết 2 kill của mình luôn các bạn ạ. À, quỷ. Đấy mọi người nhìn đi, con quỷ fake cái kill nó khác nhau chỗ đấy đó. Thôi đi. Không kill phút bao nhiêu rồi? Nó 7 người, chết mất khoảng đó là mười mấy người rồi mà bây giờ còn không kill. Thôi đi con gà. Mình mệt lắm mọi người. Có nhiều đêm mọi người biết là mình không ngủ được, mình vừa bận kênh 4 triệu sub của mình xong mình lại phải lo về mấy vấn đề fake này, mẹ thất vọng. Thất vọng nha các bạn. Không kêu chưa kill. Có bom kêu chưa kill. Bom kêu này kill. Bom kêu này kill. Tôi có bom keo rồi Gil ơi. Má tao sao cậu cứ dạy tôi đi. Gil ơi. Má cậu mới là Gil á. Má có quỷ Gil này. Này để bom keo không. À để có chọc tôi. Tôi xây dựng cái channel AS Mobile đến 4 triệu sub mà để cho cậu phách như vậy hả. Cái gì cậu xây á. Đấy mọi người đâu, mình xây dựng để đến nỗi con quỷ kia kêu là xây dựng này. Đó người này. Con gà chết. Ôi Xuân, nó bắn trong kia ra vậy. Được đấy. Sao cậu KS của tôi vậy? Hả? Mẹ thằng Gil kia. Gil phách. AS Mobile. Con quỷ S phách kìa. Mẹ con quỷ Gil phách. Thôi hôm nay tôi sẽ nể tình, tôi sẽ gọi cậu là S. Nhưng mà cậu sẽ là AS phách. Cạn lời với cậu luôn rồi. Mẹ mình cạn ngôn luôn mọi người. Sao cậu có thể đổi tên thành tôi được vậy? Buồn quá. Cậu không còn cái tên nào hay hơn biết nữa. Thực hiện game một chút xúc từ bao nhiêu thứ để được như ngày hôm nay thôi. Cũng một đứa trên trọng chạy đổi cái tên phát. Xong kêu là ad luôn. Thôi đi, cậu đừng có lương lẹo. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Tôi rất là khó chịu khi mà có một người nào đó đặt tên giống tôi và giả dạng tôi. Rồi đi rêu rao tôi. Hôm nay tôi kiểu ngồi xem Heavy mà tôi mệt mỏi lắm rồi đấy, cậu đừng có chọc tôi. Nè, tính ra là tôi ngồi xem Heavy, tôi đang cổ vũ cho Heavy nha. Cậu là cái... Ra tôi mới là cổ vũ cho Heavy này, cậu... Mẹ ơi! Mẹ cậu có phải là trong Heavy đâu mà cậu là Gil. Mẹ ơi! Tôi là AS, ok, tôi là chủ tịch tập đoàn Heavy. Heavy team, ok. Cậu đừng có lương lẹo nha. Cậu đi đi, mẹ, cậu đang nói chuyện với một người chủ tịch đấy. Hàng phách luôn luôn chết trước nha mọi người. Effect nhìn thấp
khóc nhè đi. Nè nha, tôi chơi từ cái thời Napoleon mà con khủng long mặc quần đùi là không có ai có thể mà phách tôi được. Hàng riêu ra hàng riêu nha. Nói chung tôi ấy là bây giờ nha, tôi là tôi đi ghép ngẫu nhiên bởi vì tôi kiểu dạo này muốn giao lưu với các bạn nhỏ đấy. Xong bắt đầu cậu đi, cậu lấy tên tôi vừa đổi một giây thôi, cậu đã lấy cái tên đấy rồi. Bây giờ cậu lại được, xong bây giờ cậu kêu cậu là S. Ủa, ai tin trời ai tin. Bây giờ cậu đi ra đi, mấy cái này nổ vai thì đúng là fake. Hả? Ok, thôi. Ok. Cậu đã phách rồi, cậu còn láo cá nữa. Bác là biết ngày này. Sao mà nổ được. Đấy không, sợ vát chạy ra ngoài luôn kìa, sợ vát chạy ra ngoài rồi. Thôi đi. Đúng là... Đấy, mọi thấy không? Thằng Ryu không bao giờ cái gọi là cái Z zone nổ chết hết á. Thằng Ryu không thằng nào sức dai hơn thằng phách. Các bạn phải chờ xem đi, thử xem này. Đã phách mình, cái fan fanpage đã phách mình tên là Nguyễn Hữu Sang rồi, còn vô đây phách mình nữa. Này, cộng với là thằng phách nha, mấy em mọi người biết không, thằng tên là Nguyễn Hữu Sang nó phách, đặt tên fanpage là Nguyễn Hữu Sang nó đi, nó phách kim cương ở trên gì nó lừa đảo cho mọi người, mấy em. Mình chỉ có một fanpage là App Mobile, ok. Fanpage là App Mobile và 3 kênh YouTube. Đó mẹ, con thằng quỷ kia không ăn được ai mẹ. Mẹ, thằng hàng phách nó lại KS của mình luôn các bạn ạ. Mình không tin được luôn các bạn ạ. Nó không thể nào tin nổi luôn á. Mẹ phách em đi. Đã phách rồi còn KS nữa chứ. Mẹ ơi. Mình rất buồn nha mọi người. Unbelievable, mình không nghĩ rằng là có thể làm được điều đó luôn các bạn ạ. Nè, tí nữa chết sớm nè. Mình còn nhiều thứ mình chưa nói mọi người. Con quỷ phách tụi mình nó kích mình ra khỏi heavy luôn. Bây giờ mình đang ở ngoài nhưng mà tức á. Tao nghĩ mà tao tức á. Tao mới tức á. Tao nghĩ mà tao tức á. Mi có cái trí mà mi tức. Mi là hàng phật. Mi đừng có phật tao. Mi mới phạch. Mi mới phạch á. Tao rất buồn, mi đừng có nói nữa. Mi đừng có nói thêm một cái trí nữa mà tao quật cái chào giữa hậu vô cái mỏ của mi bây giờ. Tao mới quật cái chào vô cái mỏ của mi. Tao mới quật cái chào vô cái mỏ của mi á. Tao mới quật ra vô cái mỏ của mi. Tao mà quật một cái mỏ cái mí là mình chết ngay lập tức liền. Một cái chảo là bay tới đấy quá bên kia là sau 46m vào mỏ là chết nha. Nha mí đừng có chiêu tao nhé. Mí đừng có lão với tao nha. Tao lên trên nè. Tao mới lên trên nè. Tao bây giờ tao lên trên nè. Tao lên trên nè. Mí đi sau đi. Mí mới thuộc dàn phạch mới đi sau. Đó, nó bắn chết mí nè. Nó bắn cho mí toén cái đầu chìm luôn. Mẹ ui. Hào tôi cái đầu chìm mé mí bay nó vừa. Mí mày nói bay á, mí là cái thuộc dạng là loài bay nhất mà tao từng thấy đó. Cho xin cái ô. Nhá, yeah, quỷ attack lấy mất cái kia rồi. Mẹ cái đồ cá ẹt. Mí mày cá ẹt á, tao bắn mày ghế này, mí là cá ẹt, mí là thuộc dạng cá ẹt. Chum cá ẹt. Mẹ quỷ cá ẹt. Tao là tao bắn phòng lưu này chứ là có lý cả động tém. Chỉ còn mấy cái giang nhúng mí mà cá ẹt của tao. Nên mày đừng có cá ẹt của tao nha. Ê nó mày bắn. Mày bắn mô. À hướng 255 kìa, hai cả hai luôn kìa. Thôi mí ga rồi để tao. Chỉ có ẹt mobile thật mày bắn được như thế thôi. Còn mí là con ga. Thôi. Mí nói nữa là cái chả vô mò nhé. Tao nghe mà tao tức ấy. Tao chưa thấy nó. Mí thấy nó mổ khô. Tao chưa thấy, mí đi ra 6 đi. Mí sẽ ra để tâu. Nó bắn ra đây mà. Bắn nó giữ bó rồi, giữ bó. 210. Mí bắn cái chi rồi? Cái đứa nào phắn phóng liệu mọi người đấy. Úi không thẩm thanh à. Sáu lưng có được cái không? Mí đứng đây mí chết chưa? Ơi nó tới rồi nè. Đó. Để đó. Tao ló cái chi mà đó. Mí cá ẹt yeah. Của tao nữa. How to headshot, ok. Headshot yeah. Cái đầu mí á mà... Cái đầu mí á, con... cái mí vây mà cũng bị bắn được. Con thằng chạy kia mí không thấy à. Mí còn ló được không yeah. Mí bắn được không thì tao không biết. Mí gà thì mí nổi mê đi. Mí quả gà. Ấy á. Đó. Mí mà nốc đốc thì mí tự.
Thôi. Mí bắn ga này. Ủa? Tao tao nhím mà tao tực cái. Bắn mà nó không chết. Nó mốt rồi. Ui, tao nhím mà tao tực cái. Nè nha, mí đừng cá ẹt nha. Mí chính là cái đồ cá ẹt đó. Mí bắn được không? Rồi mí cá ẹt của tấu ở dưới đó luôn. Có một kìa. Có một cái chí. Đó rồi, Mika ẹt luôn. Mika ẹt đi. Nè nha, của tấu nha. Của tấu nha. Của tấu, cứu của tấu. Mà trả mi nha. Cứu của tấu. Cứu của tấu. Mi đi ra nha, cứu của tấu. Cứu của tấu nè. Nè, cứu tấu nè. Đó, cứu tấu. Cứu của tấu. Cứu của tấu nè. Cứu của tấu nè. Mía, mi nha. Mà. Cứu của tấu. Của tấu nha mi. Mi là hàng Phật. Mi là hàng Phật. Mẹ, nhìn đâu, hàng ríu đây. Mẹ hàng ríu nè. Đó, thấy không, 2S.